Giang hôm tay xin chào mọi người Ngày hôm nay bé sẽ nói về ưu điểm và nhược điểm của Giang cho mọi người nghe nha Đầu tiên thì bé sẽ nói về nhược điểm Thì hiện tại cái con đường đi vào Gian á, đi lần đầu sẽ hơi khó một chút xíu Nhưng mà đi lần thứ hai, lần thứ ba thì chắc chắn các bạn sẽ nhớ nha Nó cũng không khó lắm đâu Vậy cái con hẻm đi vào Gian á, thì xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ đi qua được Nhưng mà nó sẽ hơi chặt một chút xíu Ở đây á thì khi mọi người đến với Giang vào buổi tối á, thì cái đèn đường nó cũng không được sáng lắm á. Nhưng mà nó cũng đủ độ sáng để mà mọi người đến được với danh nha Thứ hai là Giang nằm cái hai cái dãy trọ Nên mọi người sẽ không được thoải mái và hơi bất tiện một chút xíu đối với những ai thích cảm giác một mình và muốn có không gian riêng nhưng mà người dân ở trọ cũng khá là dễ thương và gần gũi á từ cái lúc hoạt động tới bây giờ á, thì chưa có vấn đề gì xảy ra hết trơn á và hiện tại bảy cũng đang xây cái vách ngăn giữa căn villa 2, villa 3 với dãy trọ rồi nên mọi người yên tâm nha hiện tại á, thì cái thời tiết ở sài gòn cũng khá là nóng mà gian là cái mô hình ngoài trời nên không gian bên ngoài của gian nó buổi trưa sẽ hơi nóng một chút xíu nhưng mà tầm chiều tối á, thì rất là mát mẻ và chiêu luôn đó nha tầm giữa tháng 11 đến cuối năm á, thì trời bắt đầu đỡ nóng thì lúc đó gian nó sẽ xe 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 mát thì cảm giác nó rất là đã rất là sướng luôn á gian homestay của bé bảy thì có ba khu đó chính là là khu villa bao gồm 3 căn villa và hiện tại thì đang hoàn thiện cái căn villa thứ ba và căn villa thứ ba cũng rất là đặc biệt và rất là khác so với hai căn kia cho nên là mọi người sẽ đa dạng sự lựa chọn hơn khi nào làm xong thì bé sẽ giới thiệu cho mọi người xem nha và hai khu cà phê and chill nữa mọi người có thể đến cà phê hoặc là ăn uống gì cũng được nha những cái căn villa bên Gian homestay này thì thường các bạn trẻ sẽ đi theo nhóm để mà cùng ăn cùng uống cùng nấu nướng cùng vui chơi hay là tổ chức sinh nhật gì đó thì rất là gần gũi luôn tháng rồi thì trộm dí danh homestay cũng đồng hành được 10 buổi tiệc sinh nhật cho các bạn và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì các bạn đã lựa chọn danh nha còn những cái cái phòng room thì cũng cực kỳ dễ thương luôn. Thường thì đa số sẽ có những cái nhóm bạn bút một lần là nguyên một dãy luôn để các bạn lấy toàn bộ không gian để mà tổ chức tiệc nướng nè, rồi tiệc sinh nhật nè, tiệc BBQ nè, họp lớp rồi này kia đó. Ngoài ra thì Jan cũng rất là thích hợp cho gia đình hoặc là những cặp đôi đang yêu nhau để mà đến đây và trải nghiệm ăn uống và chiêu cùng Jan. Và ngoài ra thì Jan có thể chữa lành cho những tâm hồn vụn vỡ, yếu đuối, mỏng manh mới chia tay hay là yêu đơn phương gì đó. Nên mọi người có buồn bã gì trong cuộc sống á thì nín, không có khóc nữa mà hãy đến với gian nha. Còn về nhà vệ sinh của gia thì theo kiểu thiên nhiên hoang dã một chút xíu nên thường các bạn mà thích kín đáo á, thì sẽ hơi ngại vì cái toilet của Jan còn ai mà thích cái kiểu này là đúng gu luôn á và sau khi bẻ lên cái chiếc clip này á, thì các bạn đến Jan bốn người các bạn sẽ được tặng một cái tảng sườn nướng và khi các bạn đi tám người thì các bạn sẽ được tặng combo năm món ốc cho mọi người nha hiện tại thì Jan cũng đã nhận những tiktoker vlogger các bạn sinh viên về ekip đoàn phim đến để mà quay làm báo cảnh luôn nha nên mọi người muốn quay phim quay mv quay tiktok gì đó thì mọi người cứ đến với Jan nha trong một clip ấy thì không thể nào chia sẻ hết được với mọi người cho nên clip sau bé sẽ nói thêm nữa và bé quay cái căn villa thứ ba cho mọi người xem luôn nha à quên Jan Homestay thì nằm ở 480-31-12 Bình Quế, phường 28 Bình Thạnh Không có khó tìm lắm đâu Còn bây giờ thì bye bye